đây, thống kê của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra một bất cập lớn tại thị trường bất động sản Việt Nam, đó là giá nhà đang cao gấp từ 20 đến 25 lần thu nhập bình quân của người dân. Vậy tại sao lại có nghịch lý này? Sống và làm việc tại Hà Nội đã gần chục năm nay, nhưng gia đình chị Miên ở quận Nam Từ Liêm vẫn phải thuê nhà. Với mức thu nhập bình quân của cả hai vợ chồng là khoảng 10 triệu đồng một tháng, chị Miên chưa biết đến bao giờ mới có thể tích góp đủ để mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội. Ăn tiêu vợ chồng con cái hàng ngày nữa thì cả tháng cũng đến 7-8 triệu rồi. Nên là mỗi tháng chỉ dư ra được 2-3 triệu thì mà mức giá mua nhà ở Hà Nội thì quá cao. Mỗi tháng bỏ ra được đấy thì tôi nghĩ là chả biết đến bây giờ chúng tôi mới có được một căn nhà để ở. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản thẳng thắn thừa nhận, tại Hàn Quốc, giá nhà của thị trường này gấp 5-7 lần thu nhập của người dân. Trong khi tại Việt Nam, giá nhà vừa túi tiền, chứ không nói đến nhà cao cấp, đã gấp từ 20-25 lần so với thu nhập trung bình của xã hội. Cao 25 lần, hơn 25 lần của thu nhập một năm, bình quân một năm của người dân Việt Nam thì còn là khiêm tốn. 25 năm lao động của người dân bình thường Việt Nam không mua nổi bất động sản cao cấp. Và đây cũng là một cái là một sự bất cập rất là lớn của thị trường. Hiện tại, thu nhập bình quân của người dân Việt Nam là khoảng hơn 2.200 đô la Mỹ trên một năm, tương đương hơn 50 triệu đồng. Tức là một năm lao động của người Việt Nam chỉ mua nổi khoảng 2 mét vuông nhà ở trong điều kiện không ăn, không tiêu. Lý giải về nghịch lý này, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng vì bất động sản đang phải cõng quá nhiều chi phí, trong đó có nhiều chi phí bất hợp lý. Trong cái cấu thành giá của bất động sản thì ở đây chúng ta thấy rằng là nặng nhất là giá đất. Đất chiếm đến 50-50% giá trị của bất động sản. Và trong cái giá đất đấy thì nó bao hàm có những cái chi phí đất ở đây có thể nói là lớn nhất là cái chính sách đền bù. Của Việt Nam thì khi đền bù là phải tương đồng với giá thị trường. Cái thứ hai là cái mức thuế. Thuế đất hiện nay ở Việt Nam cũng là một cái mức thuế khá cao. Một bất hợp lý nữa là trong khi giá nhà vượt ngưỡng chi trả của người dân, thì việc vay vốn ưu đãi cho người mua nhà kể từ khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc lại chưa thể triển khai được. Ngân hàng chính sách xã hội hiện nay thì cũng chưa có nguồn, cho nên tất cả những cái người chủ đầu tư xây dựng cũng như người mua nhà đều không được thực hiện cái vay lãi suất ưu đãi này, cho nên các cái chủ đầu tư cũng như người mua nhà cũng đều đang rất khó khăn. Một khi các chính sách của nhà nước về giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan vẫn còn nhiều mâu thuẫn, chưa thống nhất, tình trạng sắc thuế chồng chéo chưa phù hợp, thì giá bất động sản sẽ còn tăng cao. Cộng thêm việc không thể tiếp cận vốn vay để mua nhà, thì không biết đến bao giờ, khoảng cách giá nhà đang cao gấp từ 20-25 lần thu nhập bình quân của người dân sẽ được thu hẹp lại.